thân thiện, nhìn có vẻ là một cái người sẽ có cái giọng được. Em nghĩ là cái cô thứ hai là cái cô hát mắc cười lắm, hát vui lắm. Em thì em thấy cô này có vẻ là một người hát được chứ không phải là đến mức là dở. Khi mà bạn hát khớp hết là có người đánh lừa, lừa là tưởng là khớp hết có nghĩa là hát hay, nhưng thật sự ra là bạn hát hay thiệt. Phương nữa nha, hát mà tao nói tuột máu dần. Cảm ơn em, cảm ơn Phương nhiều. Em này là em sở hữu một chất giọng gọi là chất giọng lộ dần, có nghĩa là thoạt nghe chúng tôi cô này có vẻ hát hay, rồi em đưa giải trí vào âm nhạc. Khi em hát em có những cái nhấn làm cho mọi người vỡ òa về cảm xúc. Sau đó qua lời hai, em bắt đầu chạy đua với nhịp. Em đưa thể thao marathon vào âm nhạc. Em dí, rồi em hụt, em nhường lại. Sau đó em vẫn quay về tới đích được. Em đang đưa cờ cá ngựa về âm nhạc. Em vẫn về thầu mà, ok? Em vẫn về đúng. Và cuối cùng em hát, em nguyện lại với Phương, em vẫn ngụy trang thành công. Có nghĩa là cái giọng hát của em, tôi dùng từ là giọng hát linh hoạt. Em có thể giọng hát lượng tính, sống cả trên bờ và dưới nước, anh nghĩ là vậy. Đây là một giọng hát mà khi ra trình diễn chuyên nghiệp là có thể bán vé ngang ngửa với các danh hài. Em có thật sự là em làm ở trên nhà hàng đó công việc thu ngân hay không? Dạ không ạ. Công việc của em hiện tại là gì? Tên em là gì? Của em hiện tại? Dạ em tên là Vân Mơ ạ. Vân Mơ hả? Dạ Vân Mơ. Trong chữ Thúy Vân, Mơ trong chữ ước mơ. Mộng. Vân Mơ. Vân Mơ một áng mây mơ mộng đó. Bạn ấy hát không hay đúng không? Và chúng ta đều thấy điều đó. Ái Phương, Trấn Thành và Thu Trang, các bạn đã lựa chọn sai ở cái vòng thi cuối cùng này. Điều đó có nghĩa là giải thưởng 50 triệu đồng thuộc về Phạm Hồng Phước. Chúc mừng. Yeah. Bây giờ tôi xin mời cả hai đội chơi. Xin mời Vân Mơ lại đây nha. Cùng với cô bé hồi nãy, cô bé Hồng Diễm.